da của mình khi mà mình tiếp xúc với môi trường bên ngoài thì trong không khí này rất là ô nhiễm. Cái thứ hai nữa là da mình tiết ra những cái chất bã nhờn có ở trên da. Và cái thứ ba là khi mình sử dụng mỹ phẩm mà không rõ nguồn gốc, hoặc mình vô tình thôi, mình mua nhầm mỹ phẩm giả, thì trong đó có rất là nhiều chì và thủy ngân. Nội kể nãy giờ không là mọi người cũng thấy là nó quá nhiều thứ tác động lên da của mình rồi. Và những cái thứ đó thì nó sẽ làm cho da mình bị cái gì? Bị mụn nè, bị nám và tàn nhang đó. Cho nên là khi mà mình bị như vậy á, mình không có cách nào để mà mình có thể mình khôi phục lại cái làn da đã bị ô nhiễm của mình hết bằng cách là mình thải độc cho nó. Và đây là cái mặt nạ thải độc cực kỳ thần thánh, mọi người xem nha. Hồi nãy khi mà Trinh đổ ra tay á, nó là dạng gel, nhưng mà bây giờ khi mà nó lên mặt của Trinh rồi thì bắt đầu những cái bọt carbon này bắt đầu nó sẽ nổi lên. Nó sẽ nổi lên rất là nhiều. Mà mình càng massage nó sẽ càng nổi thêm nhiều hơn nữa. Đó, Trinh lấy tay Trinh massage nè. Trinh càng massage thì những cái bọt khí carbon này nè, nó càng nổi lên nhiều. Và những bọt khí này nó lấy đi những cái bụi bẩn, những cái ô nhiễm môi trường mà đang tác động lên da của mình, cũng như là những cái thủy ngân hay là chì nó còn ẩn sâu ở dưới lỗ chân lông của da, thì nó đang lấy sạch hết lên. Và từ đó nó sẽ làm cho da của mình sạch sâu từ bên trong dưới lỗ chân lông. Lỗ chân lông mà bị tích tụ những cái chất dơ hay bã nhờn hay là thủy ngân hay chì thì nó sẽ làm cho lỗ chân lông bị to, và chính vì vậy nó sẽ tạo ra nhờn và mụn đó. Và khi mà mình đi ra nắng á, thì những cái tia UV cực tím là nó sẽ làm cho da mình bị nám hoặc tàn nhang. Vì vậy, ở trong cái loại mặt nạ thải độc này cũng có chất chống nắng rất là cao. Vì vậy mà khi mà Trinh sử dụng cái mặt nạ thải độc Detox Lăng này thì nó sẽ làm cho da mình bảo vệ làn da của mình, lấy đi những cái độc tố. Và đó là lý do tại sao mà da của mình càng ngày càng sạch và khít lỗ chân lông, cũng như là không còn bị mụn nữa. Mọi người sau khi mà thoa mặt nạ đó thì mình nên tránh những cái vùng mà nhạy cảm, ví dụ như môi hay là mắt. Đó là hai cái vùng mà mình nên tránh ra, mình không có thoa cái mặt nạ lên. Mình chỉ thoa lên vùng da của mình rồi massage nhẹ nhàng trong 2 hoặc 3 phút thôi. Sau đó thì mọi người cứ rửa mặt sạch sẽ. Nhưng mà trên thì trên sẽ lau mặt bằng khăn ướt để cho nó nhanh, để cho mọi người thấy kết quả của mặt nạ thải độc Detox Lăng nha. Một tuần thì trên sử dụng mặt nạ này 3 lần. Có nghĩa là cứ cách một ngày là Trinh sử dụng một lần, 2, 4, 6 đó, để có được một làn da khỏe. Mọi người coi nè, từ khi mà Trinh sử dụng mặt nạ thải độc á, thì cái làn da của Trinh nó không hề xuất hiện mụn nữa. Ví dụ như ngày xưa á, một lần mà Trinh bị nổi mụn là khoảng tầm 1 tuần tới 10 ngày mới hết. Bây giờ nó vừa nhú nhú lên thôi là Trinh sử dụng cái này ngay. Đây là beo lọc đề, serum beo lọc đề. Nó có tác dụng là giúp cho những cái mụn mụn của mình nó vừa nhú lên là nó sẽ xẹp ngay và nó biến mất luôn, không có để lại một cái vết thâm hay là nó to ra nữa. Vì vậy mà cái mặt của mình nó rất là đẹp, cái da mình nó không còn bị mụn nữa, mình rất là tự tin. Đây là sản phẩm thứ hai, đó là beo lọc đề. Sau khi mình lau mặt sạch sẽ, đó, sau khi mình lau mặt sạch sẽ cái mặt nạ thải độc rồi, thì mọi người xem cái làn da của Trinh nè, nó rất là căng mịn và sáng. Bây giờ mình sẽ sử dụng một ít serum beo lọc đề lên da để xem cái kết quả của nó nha. Mình lấy khoảng tầm 4-5 giọt gì đó, mình xoa đều lên tay và mình vuốt lên da của mình. Mình vuốt massage nhẹ nhàng lên làn da của mình. Với serum này thì một tuần Trinh sử dụng 4 ngày, sáng tối sau khi rửa mặt sạch sẽ xong. Này mọi người coi nè, cái làn da của mình rất là căng bóng, rất là căng bóng, rất là căng bóng luôn. Đó, chỉ cần hai sản phẩm như vậy thôi là Trinh đã có được một cái làn da khỏe và đẹp. Và bây giờ Trinh rất là tự tin về làn da của mình. Gần tới Noel rồi cả nhà ơi, gần tới Noel, gần tới Tết rồi, hãy sắm ngay cho mình một cặp đôi thần thánh này để mình có một cái làn da khỏe và đẹp để đón Noel và ăn Tết cho nó vui vẻ nha. Không cần phải make up nhiều, không cần phải trang điểm nhiều, chỉ cần một xíu son thôi là mình đã có thể xinh rồi. Đây là cách kiểm tra hàng chính hãng Detox Blend bằng tem điện tử chống hàng giả. Bước 1, bạn cào lớp phủ bạc in trên tem để lấy mã số bí mật. Bước 2, bạn nhắn tin theo cú pháp in trên tem gửi đến tổng đài 8077. Lưu ý trên cú pháp luôn có 3 chữ ở giữa, đó là VMC, đó là viết tắt của Việt Mỹ Cometech. Nếu bạn nhắn đúng cú pháp và mã số in trên tem thì luôn luôn sẽ có một tin nhắn từ tổng đài trả về. Chúc mừng bạn đã mua được hàng chính hãng. Còn nếu là hàng giả thì sẽ không có tin nhắn này. Cảm ơn bạn đã mua hàng.